một chút ngọt ngào, một chút vị béo và hương thơm nồng nàn. Đó là với những tín đồ mê mẩn sầu riêng như Khai Bài Mi chẳng hạn, thì bánh crepe sầu riêng là một trong những loại bánh được săn đón hàng đầu mỗi khi mùa sầu riêng về. Đây là loại bánh có xuất xứ từ nước Pháp. Khi thưởng thức món bánh crepe này, bạn sẽ dễ dàng bị thu hút bởi từng lớp bánh rồi tới kem và lớp mứt sầu riêng thơm ngon, cực kỳ cuốn hút vị giác. Và nhờ có hương vị tuyệt vời ấy mà bánh crepe dần dần trở thành món ăn phổ biến ở khắp các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam mình đấy. Và bạn biết không, món bánh đặc biệt này được thiết kế xếp chồng lên nhau trông thật giống như gấp phong bì vậy, với ý nghĩa ẩn dụ là sự trao gửi yêu thương, là tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của người làm bánh đối với người được trao tặng. Hôm nay Khai Bài Mi xin phép được chia sẻ đến các bạn cách làm món bánh crepe sầu riêng đơn giản nhất, dễ làm nhất. Và nếu bạn cũng yêu thích món bánh này, hãy nhớ để lại comment và nhấn nút like video này nhé.